Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2023. Tài hiện tại đang có mặt tại nhà của chị Hồng Loan với cô chú anh chị và các bạn. Cả nhà mình cũng biết ha, hôm qua là chị Hồng Loan đi tới phim trường của anh hai Vũ Lân để quay MV. Nghe nói đâu là quay tới 5 bài hát, 5 cái MV cùng với anh hai Vũ Lân và anh Huy Sang, quý cô chú anh chị. Phải nói là chị Hồng Loan khi mà trang điểm lên á, thì phải nói là quá đẹp, đúng không cô chú anh chị? Vì sao mà khi trang điểm lên quá đẹp? Chị Hồng Loan đã có một cái nét sẵn rồi cả nhà, có một cái nét đẹp sẵn rồi khi mà được lên trang phục, lên thêm một cái kem phấn nữa thì phải nói là quá đẹp luôn và lung linh luôn. Nếu mà so giữa chị Hồng Loan với Ve thì Ve còn phải thua xa, đúng không cô chú anh chị? Có nhiều khán giả nói như vậy. Thì sáng nay em chia sẻ lại một bài viết của một khán giả trên cái group ủng hộ Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh đó. Và cái group này có ghi là tẩy chay mẹ con nhà cám đó. Thì có ghi như thế này nè cô chú anh chị và các bạn: cố nghệ sĩ Vũ Linh lúc sinh thời có một lối sống chan hòa, giản bình dị, nghĩa tình và đơn giản với mọi người xung quanh ông. Dù mình là một ông hoàng cải lương nổi tiếng trên sân khấu Việt Nam, nhưng mà ông cũng rất là sống giản dị, hòa đồng, cũng như là yêu thương các em út ở phía dưới, cũng như là kính trên nhường dưới. Giống như là cô chú anh chị còn nhớ có một đoạn video thì bắt năm Vũ Linh có nói là khi mà giới thiệu, khi đi hát ở show tỉnh đó, thì giới thiệu bắt năm trước, tại lúc đó là bắt năm là một ngôi sao nổi tiếng, để thu hút khán giả đến thì phải giới thiệu bắt năm trước, rồi sau đó tới các bậc tiền bối, rồi tới các nghệ sĩ nhỏ nhỏ phía sau. Thì bắt năm đã ngăn chặn liền cái anh MC, phải nói là phải giới thiệu những bậc tiền bối trước, rồi sau đó mới tới bắt năm, rồi tới những đứa em nhỏ đó. Thì bắt năm sống giản dị, đơn giản, hòa bình, hòa đồng với mọi người, trang hòa với mọi người, kính trên nhường dưới, được lòng rất là nhiều khán giả cũng như là anh chị em đồng nghiệp yêu quý. Vậy thì chị Hồng Loan thì có lối sống phô trương, đanh đá, chua ngoa hay gian xảo không cả nhà? Không bao giờ nha quý cô chú anh chị, không có nha. Chị Hồng Loan thừa hưởng được cái gọi là cái gen con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh nha quý cô chú anh chị. Rất là bình dị, rất là trang hòa, rất là đơn giản và mộc mạc. Cô chú anh chị qua coi qua những cái video của tụi em ở phía trước nhà chị Hồng Loan đó, đi diễn thì đi quay MV thì lên đồ áo dài hay là áo đẹp các kiểu, trang điểm này cái kiểu, nhưng mà khi đi về đến nhà thì phải nói là chị Hồng Loan với những bộ trang phục như là bộ đồ bộ là muôn năm thôi cả nhà, những bộ đồ bộ ở nhà thôi muôn năm ha, rất là đơn giản. Chị Hồng Loan cũng giống như bác Năm vậy cả nhà, rất là đơn giản ha. Suốt hơn 8 tháng qua cả nhà thì đã theo dõi chị Hồng Loan trên mạng xã hội rất là nhiều, qua những tình tiết vui có, buồn có, đúng không cô chú anh chị? Có những lúc mà chị Hồng Loan làm phải cho khán giả bật khóc. Thì mục đích của chúng ta trong cái mạng xã hội, trong cái cộng đồng mạng này, trong cái group, tất cả các group yêu thương chị Hồng Loan, ủng hộ chị Hồng Loan, con gái duy nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đến cái group và đến với chị Hồng Loan là để làm gì? Đừng vì một idol nào đó mà gây ảnh hưởng tới chị Hồng Loan hay cả nhà. Mà bây giờ thì Ve đã di cư về rồi, Ve Bún Bò đã di cư về Việt Nam rồi, chúng ta hãy cùng nhau chung tay đòi lại cái quyền lợi cho chị Hồng Loan. Và đừng có vì cái gì cả mà chúng ta phải nghi kỵ lẫn nhau, giống như cái câu nói là gà nhà đá nhau đó cả nhà, và làm cho chia rẽ nội bộ, cái đó là không nên thôi cả nhà. Mình hãy tin tưởng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Cả nhà có thể nhìn vào cái con người và cái nết ăn ở của Sít bà ha, một cái nết đỏ đen, thì như thế nào thì mới cho ra một cái
thế hệ sau, thế hệ ve sau này thì nó như thế nào hả cả nhà? Nhìn là cũng biết rồi, cũng đủ hiểu rồi đúng không cô chú anh chị? Người ta thường hay nói là bắc năm hiền lành, thì cũng như có một cái câu nói như thế này: cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con, đúng không cô chú anh chị? Bác Năm sống quá hiền, quá chan hòa với mọi người, thì lúc nào cũng để cái phước, cái đức lại cho chị Hồng Loan. Phải nói là một cái tình cảm vô cùng mà ai cũng ủng hộ. Giống như hôm qua nha cả nhà, em có chia sẻ một cái đoạn video clip là bà con ở Long An, Cần Đước Long An thì phải, thì có lên để ủng hộ chị Hồng Loan đi xe 16 chỗ luôn. Ai cũng thương, ai cũng quý, ai cũng có những cảm xúc riêng dâng chào khi nói đến chị Hồng Loan. Cũng như là em có hỏi tới là muốn chia sẻ gì cho chị Hồng Loan, có nhắn gửi nhắn nhủ gì chị Hồng Loan hay không, thì ai cũng lên tiếng hết, ủng hộ chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan hãy cố lên, Hồng Loan hãy cố lên, sức khỏe dồi dào, mua may bán đắt. Ai cũng có những câu lời chúc rất là hay, tuy rằng nó mộc mạc không có qua Mỹ, nhưng mà đó là những lời chúc thật lòng của bà con cô bác từ ở phương xa đến, bỏ công bỏ sức bỏ thời gian đến đây ủng hộ chị Hồng Loan. Và bên cạnh đó thì cũng rất là yêu mến ông Hoàng Hồ Quảng cải lương, đó là Bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay cả nhà. Sẵn cái video này thì em cũng muốn chia sẻ đến cô chú anh chị mình luôn, thì mấy hôm rày cô chú anh chị mình có một cái thông tin là sắp tới đây thì sẽ thẩm định hay cả nhà, thẩm định lần hai. Thì cô chú anh chị mình có nghe được thông tin đó ở đâu đó, nhiều anh em YouTube cũng như là trên mạng xã hội truyền nhau rất là nhiều, sẽ thẩm định lần hai, thì đang nghi ngờ là có đúng hay không. Thì nếu cô chú anh chị mình tin tưởng trên kênh của em, kênh của Tài 66 Vlog, thì đây em xin chia sẻ. Thì thẩm định như thế nào thì em không biết, nhưng mà chắc chắn vào ngày 5 tháng 12 năm 2023 thì bên phía tòa án và bên thẩm định sẽ cũng như là kết hợp với lại công an phường, giống như thẩm định lần một hôm trước, thẩm định cái phòng vậy đó cả nhà. Thì vào ngày 5 tháng 12 năm 2023 thì bữa nay là ngày 29 rồi, thì nếu mà em không có coi lịch hôm nay là ngày có 31 hay không, thì đâu đó tầm khoảng 6 ngày 7 ngày nữa thì sẽ là thẩm định lần hai hay quý cô chú anh chị. Đây là một thông tin chính xác cô chú anh chị mình nếu mà gần đây thì có thể đến để xem, thì có chắc chắn là sẽ có phía bên xít cô Sáu ha, phía bên cô Sáu sẽ qua giống như lần đầu tiên. Thì lần này thì chắc có lẽ là bên chị Ni cũng như là bên tòa án đã có thấy được những tâm tư tình cảm bà con cô bác, những cái comment, những cái lời tin nhắn trên mạng xã hội răng răng rổ rổ luôn, chứ không phải là ít nữa cả nhà, rất là nhiều, cả nước mà chứ không phải là ít đâu. Thì mong muốn rằng là tất cả các đồ của phía bên kia, như là tủ lạnh nè, như là những cái đống đồ bên con gấu nè, phía trên lầu á cả nhà, thì chỗ đó cần phải di dời đi, vì nó sẽ, thứ nhất là tủ lạnh trong đó thì không biết còn cái gì hay không, thì nó sẽ gây mùi dơ hôi, tanh hôi hay cả nhà, và mất vệ sinh. Vì trong nhà chị Hồng Loan có rất là nhiều em bé, như là bé Piu, bé Cu Piu, con của Bùm Bùm, còn rất là nhỏ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Thứ hai là có bé Bun, bé Ken và bé Tin. Và bên cạnh đó thì tủ lạnh được đặt để ngay chỗ bán hàng của chị Hồng Loan, cái nơi ra vào, khán giả ra vào rất là nhiều. Thì thật sự chỗ đó thì không nên để chỗ đó nhiều, vì nó sẽ gây ảnh hưởng và ảnh hưởng đến cái buôn bán và cũng như là sức khỏe những người trong gia đình của chị Hồng Loan. Còn cái vấn đề mà đồ ở bên hông phòng của chị Ve đó, thì rất là nhiều đồ chất đóng trên đó, thì không có ai ra đó dọn dẹp lau chùi cũng như là coi gì trong đó, lỡ có rắn rít chuột bọ hay là những cái con chuột gì mà lên đó, lỡ nó già mà nó chết trên đó, nó kẹt trong đó nó chết, rồi mưa ẩm ướt nó gây hôi thối, rồi nó làm cho hư, ảnh hưởng hư nhà hư cửa nữa cô chú anh chị. Thời gian càng kéo dài thì nó ảnh hưởng đến môi trường thẩm quan, mỹ quan của đô thị, và cũng như là rất là nhiều cái sự ảnh hưởng đến nhà của chị Hồng Loan, thì nên cần phải di dời. Và bên cạnh đó thì cô chú anh chị thấy ở trên chỗ này nữa nè, ở đây thì có một cái phần gọi là móc
treo quần áo kế ngay chỗ dưới cái máy, cái cục nóng của tủ lạnh chỗ này có một cái gọi là cái đồ mà bên trong, đồ bên trong của bên bên kia đó cả nhà, của ve đó, của bên kia đó, đồ bên trong đó, đồ trong của nữ đó, nó nằm bay phấp phới ngay chỗ cái góc đó đó. Hôm trước thì em cũng có chia sẻ, đi rồi còn để lại nữa, thật sự không thể nào mà tin được, đi rồi để lại những cái thứ gọi là không sạch sẽ ở nhà chị Hồng Loan, rất là nhiều những cái thứ không sạch sẽ. Vì vậy thì em hy vọng cũng như lần này là lần thẩm định lần thứ hai, là lần có thể là dọn sạch sẽ hết những đồ của phía bên kia đi, để cho nhà chị Hồng Loan chống chảy, thứ nhất buôn bán, thứ hai là đảm bảo sức khỏe cho gia đình của chị Hồng Loan, đặc biệt là những đứa nhỏ trong gia đình như bé Bill nè, bé Bun nè cả nhà, nó bé Tin, bé Ken rồi đó, và những cô chú anh chị khán giả đến mua thì nó sẽ được sạch sẽ, được thơm tho mát mẻ hơn và thoải mái hơn, rộng rãi hơn. Cô chú anh chị, đó là thông tin chính xác em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn, là ngày 5 tháng 12 năm 2023 sẽ thẩm định lần thứ hai. Lúc đó thì sẽ có hai bên đối mặt, giáp mặt với nhau giống như lần trước hay cả nhà. Chắc chắn là sẽ có luật sư Tuyết Ngọc, mà một chị luật sư mà phải nói là tài đức vẹn toàn, yêu mến và có một cái nén rất là dễ thương và phúc hậu. Bên cạnh đó thì không thể nào thiếu được chị Ni hộ pháp, là một người hộ pháp cũng như là một người đại diện phát ngôn cho chị Hồng Loan, cũng như là anh Linh Tý, chị Bích Trâm, anh Sang ha. Và bên cạnh đó thì phải có là luật sư hay cả nhà, bên phía bên công an phường cũng như là tòa án, và đại diện bên xích bà đến cả nhà ha. Chắc chắn là sẽ có ve, mẹ ve, và hy vọng lần này không có bún bò cả nhà. Lần trước bún bò tới thì bún bò bị ra ngoài, bị cho ra ngoài vì hầu như là không có liên can gì tới bún bò, nên bún bò ra ngoài và bị khán giả đồng loạt là hô to cả nhà. Đó. Hô to và bỏ chạy, áo vàng bàn thờ và chạy lại rước và bỏ chạy mắc dép luôn của chú anh chị. Nó thì hy vọng lần này bún bò đừng có đến nữa ha. Ai có liên quan thì đến để cho không gian thoáng mát, sạch sẽ, rộng rãi. Hy vọng là như vậy. Và em cũng thông tin một chút xíu cho cô chú anh chị và các bạn ha. Nhấn mạnh lại một chút xíu là ngày 5 tháng 12 năm 2023 sẽ là ngày thẩm định lần thứ hai ha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào. Mến chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc nha cả nhà ha.